Chúng ta bắt đầu từ câu đầu tiên nhé. Câu A, rút gọn câu 1. Câu 1 sẽ là rút gọn biểu thức ta có m bằng 2 căn 8 trừ đi căn 50 cộng 3 căn 18 chính bằng 2 căn 8, chúng ta viết thành 4 căn 2 trừ đi căn 50 sẽ là 5 nhân căn 2 cộng với 3 căn 18 là 9 căn 2. Và đáp án của bài này sẽ là 8 căn 2. Okay. Tiếp theo câu 2, cho biểu thức B bằng từng này và chứng minh B bằng. Thì cái này chúng ta phải rút gọn đúng không? Câu 2, với E, với điều kiện xác định đã có X lớn hơn 0 và X khác 1. X lớn hơn 0, X khác 1, ta có biểu thức B sẽ bằng, rút gọn luôn, căn X chia cho căn X trừ 1 trừ đi 1 trên, cái này chúng ta sẽ đạt được căn X ra ngoài, bên trong còn căn X trừ đi 1 chia cho 1 trên căn bậc 2 của X cộng 1 cộng 2 trên căn X trừ 1 nhân với căn X cộng 1. Và bằng căn bậc 2 của X, mẫu số chung của chúng ta sẽ là căn bậc 2 của X nhân căn X trừ 1 đúng không? Thì cái này nhân lên sẽ bằng X trừ đi căn X cộng 1 chia cho căn bậc 2 của X trừ 1 nhân căn bậc 2 của X. Chia cho, cái này chúng ta quy đồng mẫu số chung sẽ là căn bậc 2 của X cộng 1 nhân căn bậc 2 của X trừ 1. Sẽ còn căn bậc 2 của X trừ 1 cộng với 2 trên căn bậc 2 của X trừ 1 nhân căn bậc 2 của X cộng 1. Và sẽ bằng X trừ đi căn X cộng 1 chia cho căn bậc 2 của X trừ 1 nhân với căn bậc 2 của X nhân căn bậc 2 của X cộng 1 trên căn bậc 2 của X trừ 1. Chúng ta đổi thành dấu nhân thành căn bậc 2 của X cộng 1. Và cái này sẽ bằng, rút gọn, cái này hết đúng không? Cái này sẽ hết và bằng bao nhiêu? Cái này là x nhân lên căn bậc 2 của x nhân căn bậc 2 của x hồi x cộng 1 căn x trừ 1 nhân căn x. Rồi, cái này sẽ bằng từ cái này đợi có một xíu, cái này phải bằng x nhân căn x, à ok, cái này chỉ trừ đi 1 thôi đúng không, x nhân căn x trừ 1, cái này là x trừ 1 và sẽ bằng x trừ 1 hết trên căn x. Câu B của chúng ta rút gọn sẽ bằng x trừ 1 trên căn bậc 2 của x. Tiếp theo đến câu C. Tiếp theo đến câu C. À, câu B, tìm giá trị x nguyên để P bằng A chia B đạt giá trị lớn nhất, biết A bằng từng này. A bằng căn bậc 2 của x cộng 1 trên căn bậc 2 của x. Vậy thì P bằng A chia cho B. Ở đây cô đang có nhá, x lớn hơn 0, x khác 1 và x nguyên. Thế thì đây ta có này, x đang lớn hơn 0, x khác 1 đúng không? Dẫn đến
A chia cho B sẽ bằng căn bậc 2 của x cộng 1 trên căn bậc 2 của x chia B là nhân với căn bậc 2 của x trên x trừ 1 và bằng, này rút gọn đi sẽ còn 1 trên căn bậc 2 của x trừ đi 1. Mà bởi vì x nguyên đúng không? X thuộc z, x thuộc z này, x lớn hơn 0 và x sẽ khác 1, thì khi đấy x sẽ nằm từ, x sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 2 đúng không? Nó sẽ nằm từ 2, 3, 4, 5, 6 đổ lên. Và x ở đây đang lớn hơn hoặc bằng 2, x sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 mà đạt giá trị lớn nhất. Đây, ok, chia đi, x đang lớn hơn bằng 2, vậy thì suy ra được căn bậc 2 của x trừ đi 1 phải lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của 2 trừ đi 1. Mà ở đây đạt giá trị lớn nhất thì nó phải là tìm max đúng không? Suy ra P bằng A chia cho B và bằng 1 trên căn bậc 2 của x trừ 1 phải bé hơn hoặc bằng 1 trên căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 và bằng bao nhiêu? 1 trên căn bậc 2 của 2 trừ đi 1 bằng căn bậc 2 của 2 cộng với 1. Ở đây dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x bằng 2. X bằng 2. Vậy max của P bằng căn bậc 2 của 2 cộng 1 khi và chỉ khi x bằng 2. Khi và chỉ khi x bằng 2. Okay. Câu đầu tiên của chúng ta, max của P sẽ bằng căn bậc 2 của 2 cộng 1 khi mà x bằng 2. Rồi ok nhá, câu đầu tiên của chúng ta sẽ bằng, max của P sẽ bằng căn bậc 2 của 2 cộng 1 khi và chỉ khi x bằng 2. Ok, tiếp theo đến câu thứ 2. Tiếp theo là câu thứ 2. Một câu giải phương trình đúng không? À, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Câu thứ 2, giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Lúc 5 giờ 15 phút một người đi xe máy từ A đến B có độ dài là 75 km và với vận tốc dự định đến B thì người đó nghỉ 20 phút rồi quay lại A và đi nhanh hơn lúc đi mỗi giờ là 5 km. Đi nhanh hơn lúc đi mỗi giờ là 5 km, vậy thì người đó đi nhanh hơn lúc đi mỗi giờ với sẽ là người đó sẽ đi nhanh hơn lúc đi với vận tốc là 5 km/h đúng không? Tiếp theo, người đó đến A lúc 12 giờ 20 phút, tính vận tốc lúc đi của người đó. Thế thì cái này chúng ta sẽ vẽ được một cái bảng ra đúng không? Sẽ có dạng là từ A đến B và từ B đến A. Từ A đến B chúng ta chia ra nó sẽ có các cột là, cái bảng nó sẽ có các cột là S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Từ A đến B dài 75 km, B đến A cũng là 75 km. Vận tốc chúng ta có thể gọi là X từ A đến B đúng không? Thế thì mỗi giờ đi nhanh hơn lúc về sẽ đi nhanh hơn lúc đi mỗi giờ 5 km, thì sẽ là X cộng với 5. Và thời gian chúng ta tính được bằng 75 trên x. Và cái này là 75 trên x cộng 5. Khi mà đã xong được cái này thì chúng ta có thể viết được ra phương trình đúng không? Đầu tiên là người ta đi lúc đi là 5 giờ 15 phút. Tiếp theo nghỉ 20 phút. Sau đó người đó đi đến A lúc 12 giờ 20 phút. Thế thì chúng ta có thể tính được cái thời gian chênh lệch đúng không? Chúng ta có thể tính được cái thời gian chênh lệch của lúc, à, chúng ta có thể tính được cái thời gian tổng của lúc đi và lúc về đúng không? Tổng thời gian lúc đi và lúc về là, tổng thời gian lúc đi là về cộng về, chúng ta sẽ lấy 12 giờ 20 phút mà trừ đi lúc đi là bao nhiêu? 5 giờ 15 phút trừ tiếp đi 20 phút nghỉ đúng không? 20 phút nghỉ và sẽ bằng bao nhiêu? 20
7,4 giờ. Tổng thời gian cả lúc đi cả lúc về của chúng ta lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu đúng không? Tiếp theo trừ đi 20 phút nghỉ giữa giờ thì sẽ bằng 27,4 giờ. Vậy thì phương trình chúng ta ra được là 75 trên x cộng với 75 trên x cộng 5 chính bằng 27/4 giờ. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính vận tốc lúc đi của người đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài này đúng không? Gọi vận tốc lúc đi của người đó là x đơn vị x ở đây phải lớn hơn 0 và đơn vị là km trên giờ. Ok. Vì vận tốc vì lúc về người đó đi nhanh hơn mỗi giờ 5 km, dẫn đến vận tốc lúc về sẽ là 5 đơn vị cũng km trên giờ. Được chưa? Đến đây chúng ta sẽ biện luận từng cái một đúng không? Thời gian đi từ A đến B sẽ là 75 chia cho x đơn vị là giờ. Thời gian đi từ B đến A sẽ là 75 mà chia cho x cộng 5 đơn vị cũng là giờ. Và chúng ta tính được tổng thời gian lúc đi và về là 12 giờ 20 phút trừ đi thời gian lúc đi là 5 giờ 15 phút trừ tiếp đi 20 phút ban đầu sẽ còn lại 27/4 giờ. 27/4 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ có phương trình. Ta có phương trình như sau. 75 trên x cộng với 75 trên x cộng 5 bằng bao nhiêu? 27/4. 27/4. Đúng không? Đến đây chúng ta sẽ giải phương trình như bình thường. 75 nhân với lại x cộng 5 cộng 75 nhân với x sẽ bằng 27/4 nhân với x nhân với x cộng 5 tương đương với lại tính luôn 75 chia 27/4. Cái này là phương trình cuối cùng của chúng ta sẽ tính ra được là bao nhiêu nhỉ? Phương trình cuối cùng của chúng ta tính được bằng 27x mũ 2 trừ đi 465x cộng với trừ đi 1500 bằng 0 tương đương x bằng 20 và x sẽ bằng trừ 25/9. X bằng 20 thì chúng ta thấy thỏa mãn điều kiện. X bằng âm 25/9 chúng ta sẽ loại. Vậy vận tốc lúc đi sẽ là 20 km/h. Ok, vận tốc lúc đi của chúng ta tính ra được bằng 20 km/h.
Dạ, ok. Bài này thì chúng ta sẽ tính ra được là 20 km/h nhá. Tiếp theo sẽ là một bài tính diện tích tôn để làm xô, đúng không? Tính diện tích tôn để làm xô. Thì cái xô này nó đang có dạng là, cái xô này của chúng ta đang có dạng, đây, bài tiếp theo, một chiếc xô bằng tôn hình dạng nón cụt. Hình dạng nón cụt thì để dễ tưởng tượng thì chúng ta có thể vẽ hình ra cũng được. Hình dạng nón cụt đúng không? Đây. Một chiếc xô hình tôn có hình dạng nón cụt. Đại loại là nó sẽ có hình như thế này. Và đây, các bán kính đáy sẽ là 12 cm ở phần đáy. Phần đáy dưới, đáy to của chúng ta sẽ là 12 cm. Phần đáy trên của chúng ta sẽ là 8 cm. Chiều cao là 24 cm. Chiều cao này, chiều cao H chính bằng 24 cm. Và chúng ta có đường sinh L đúng không? Tính diện tích tôn để làm xô, không kể diện tích các chỗ ghép và xô không có nắp. Lưu ý ở đây là xô không có nắp đúng không? Xô không có nắp thì khi mà chúng ta tính cái diện tích để làm xô này, diện tích làm xô chính bằng S xung quanh, là tính S xung quanh của cái xô này cộng với S của đáy thôi đúng không? Còn cái xô này không có nắp thì chúng ta không tính diện tích của cái phần trên được không? Đúng không? Diện tích của đáy xô thôi, đúng không? Ok. Ok, thế thì bây giờ chúng ta khi mà đã có cái này thì chúng ta phải tính được đường sinh L này đúng không? Đường sinh L này thì chúng ta sẽ tính cái đường sinh L này như thế nào? Chúng ta lưu ý ở đây có phải là tạo ra được một góc vuông đúng không? Thế thì kéo xuống này nó cũng vuông. Thế thì đường sinh L của chúng ta có công thức sẽ là đường sinh L sẽ bằng bao nhiêu? Căn bậc 2 của 24 mũ 2 trừ đi 12 mà trừ đi 8, tất cả mũ 2 đúng không? Bằng bao nhiêu? Trừ đi 12 trừ 8 tất cả mũ 2 bằng 4, căn bậc 2 của 35 cm. Đây là độ dài đường sinh của chúng ta. À xem, đây, à dấu này phải là dấu cộng chứ. Đường sinh L là cạnh huyền thì cái này sẽ là 4 căn bậc 2 của 37. Ok. Khi mà đã có độ dài đường sinh thì chúng ta sẽ tính được S xung quanh, và S xung quanh của đường sinh đúng không? S xung quanh chính bằng pi. S xung quanh sẽ bằng pi nhân với R1 cộng với R2 nhân với L đúng không? Và bằng pi nhân với 12 cộng với 8 nhân với 4 căn bậc 2 của 37 chính bằng 80 căn bậc 2 của 37 cm vuông. Và diện tích đáy, S đáy xô, diện tích của đáy xô là bằng pi nhân với lại R mũ 2 bình phương là 12 bình phương đúng không? Pi nhân R bình sẽ bằng S của đáy xô hình nón cụt. À thế S của đáy xô của nó phải là, xô này nó phải ngược lên thì đáy của nó phải là 8, sẽ là pi nhân với 8 mũ 2 và chính bằng 64 pi. Bởi vì cái này sẽ là đáy này, đáy xô, còn cái này sẽ là nắp xô. Mà nắp không tính thì S của đáy xô sẽ bằng 64 pi, đơn vị là cm vuông. Vậy diện tích phần làm xô sẽ bằng S xung quanh cộng với lại S đáy xô và bằng 80 căn bậc 2 của 37 cộng với lại 6 pi
cộng với 64 pi chính bằng. Tám mươi căn bậc 2 của 37 cộng 60 nhân với pi, đơn vị là cm vuông. Rồi ok, ta lưu ý cái xô nhá. Cái xô này thì nó là hình nón cụt, thì nó sẽ, và cái diện tích nắp xô chúng ta không làm đúng không? Thế thì diện tích làm xô nó chỉ tính diện tích của đáy cộng với lại diện tích xung quanh của cái xô này. Rồi, ok chưa? Ok nhá. Xong bài này, tiếp theo đến bài giải hệ phương trình. Một câu giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình này thì một là chúng ta để ý cái hệ phương trình này nó đang có căn bậc 2 của x 3, ở dưới cũng có căn bậc 2 của x 3, 2y 1 và 2y 1 đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có thể chọn cách là làm trực tiếp hoặc là đặt AB. Thì chúng ta có thể đặt AB để nhìn phương trình nó gọn hơn nhé. Và trước khi làm thì chúng ta phải tìm điều kiện xác định đúng không? Điều kiện xác định là x phải khác 9, y phải khác, à, x khác 9 này, y khác 1/2. Và x ở đây làm sao? Căn bậc 2 của x, x phải lớn hơn 0. Ok, x ở đây phải lớn hơn 0 đúng không? Và x khác 9, y khác 1/2, x lớn hơn 0. Khi đó chúng ta sẽ đặt A bằng 1 trên căn bậc 2 của x trừ 3, B bằng 1 trên 2y trừ 1. Với điều kiện AB phải làm sao? AB ở đây phải khác 0 đúng không? AB phải khác 0 dẫn đến hệ phương trình trở thành, hệ phương trình sẽ trở thành A 8A cộng với B bằng 5, tiếp theo 4A cộng với B bằng 3 tương đương với A bằng, và B bằng bao nhiêu? Viết xuống dưới luôn. A bằng B bằng tương đương với 815413. A sẽ bằng 1/2 và B bằng 1. A bằng 1/2 với A bằng 1/2 thì sẽ là thỏa mãn điều kiện đúng không? Cái sang bên này đi. Với A bằng 1/2 tương đương với việc là 1 trên căn x trừ 3 bằng 1/2. Cái này sẽ suy ra được x bằng bao nhiêu? Căn x trừ 3 bằng 2, thế thì x sẽ bằng 2 cộng 3 mũ 2, x bằng 25. Cái này là thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện x khác 9, x lớn hơn 0 đúng không? Với B bằng 1 sẽ suy ra 1 trên 2y trừ 1 sẽ bằng 1. Suy ra y sẽ bằng bao nhiêu? Y sẽ bằng 2y trừ 1. Mà 2y bằng 1 thì y sẽ bằng 1. Y bằng 1 ở đây cũng thỏa mãn điều kiện. Vậy x sẽ bằng 25 và y bằng 1. X bằng 25, y bằng 1 sẽ là nghiệm của phương trình. Hay là chúng ta có thể kết luận các cặp nghiệm x, y sẽ có dạng bằng 25 và 1. 25 và 1. Ok, x, y sẽ có dạng 25, 1. Tiếp theo, phương trình hoành độ giao điểm của D và P đúng không? Câu tiếp theo, trong một mặt phẳng tọa độ parabol và đường thẳng này, xác định tọa độ giao điểm của D và P khi mà M bằng âm 1. Câu tiếp theo,
Câu tiếp theo nhá. Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho P và D như thế này, chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm. Xét phương trình hoành độ giao điểm sẽ có x mũ 2 bằng mx cộng 1 trừ đi m. X mũ 2 bằng mx cộng 1 trừ m tương đương với lại x mũ 2 trừ đi mx trừ 1 cộng m bằng 0. Phương trình của chúng ta biến đổi thành x mũ 2 trừ đi mx trừ đi 1 cộng m bằng 0. Cô A xác định tọa độ giao điểm của D và P khi m bằng 1, âm 1 với m bằng âm 1 thì dẫn đến phương trình sẽ trở thành x mũ 2 cộng m trừ 1 cộng m là trừ đi 1 bằng 0. Cái này là x mũ 2 cộng x tương đương với lại x mũ 2 cộng x trừ 2 bằng 0 tương đương x trừ 1 nhân với lại x cộng 2 bằng 0 tương đương x bằng 1 và x bằng âm 2. X sẽ bằng 1 hoặc là x bằng âm 2. Khi x bằng 1 thì thay vào ta có y bằng bao nhiêu? Y bằng x mũ 2, y bằng 1. Dẫn đến cái này y bằng 4. Vậy kết luận với m bằng âm 1 thì D cắt P tại 2 điểm có tọa độ lần lượt là 1, 1 và âm 2, 4. Có tọa độ là 1, 1 và âm 2, 4. Câu đầu tiên. Tiếp theo câu thứ 2. Phương trình hoành độ giao điểm tìm M để D cắt P tại 2 điểm phân biệt có hoành độ như thế này. Ok. Chúng ta lưu ý giúp cô nhé. Tìm M để D cắt P tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thì chúng ta phải tìm được cắt P tại hai điểm phân biệt trước đúng không? Hai điểm phân biệt mà nó phải thỏa mãn x1 căn bậc 2 của x1 cộng căn bậc 2 của x2 bằng 3. Thế thì ở đây x1 phải lớn hơn hoặc bằng 0, x2 cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Cái này phải có được là x1 lớn hơn hoặc bằng 0 và x2 lớn hơn hoặc bằng 0. Thế thì bài này nó sẽ trở thành tìm M để D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 không dương à không âm trước đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Xét delta bằng delta của phương trình 1. Delta của phương trình 1 đúng không? Bằng cái gì? M mũ 2 trừ đi 4 lần nhân trừ 1 cộng M và bằng M mũ 2 trừ 4M. M mũ 2 trừ 4M cộng 4 và bằng M trừ đi 2 tất cả mũ 2. M trừ đi 2 tất cả mũ 2. Đây. Mà để D cắt P tại hai điểm phân biệt x1 có hoành độ x1, x2 thì phương trình 1 phải có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Phương trình 1 nó phải có hai nghiệm phân biệt x1, x2 tương đương với việc là m trừ 2 tất cả mũ 2 phải lớn hơn 0 thì tương đương m phải khác 2 đúng không? Bởi vì m trừ đi 2 tất cả mũ 2 luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi m. Vậy điều kiện của chúng ta đầu tiên là m phải khác 2 trước nhé. M phải khác 2 là điều kiện đầu tiên. Tiếp theo ta có theo vs đúng không? Theo vs sẽ có là x1 cộng x2 sẽ bằng x1 cộng x2 bằng m. x1 x2 bằng m trừ 1
x1 x2 bằng m trừ 1. Để cho căn bậc 2 của x1, căn bậc 2 của x2 có nghĩa thì x1 và x2 phải đồng thời lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Cái này sẽ suy ra được là x1 cộng x2 phải lớn hơn hoặc bằng 0, f lớn hơn hoặc bằng 0 và p cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0, là x1, x2 cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Hai cái này phải xảy ra tương đương nhé. Tổng lớn hơn hoặc bằng 0 và tích lớn hơn hoặc bằng 0. Thế thì x1 và x2 nó mới có thể lớn hơn hoặc bằng 0 được. Này tương đương với việc m lớn hơn hoặc bằng 0 và m-1 lớn hơn hoặc bằng 0. Tương đương với lại m phải lớn hơn hoặc bằng 1, đúng không? Thế điều kiện của chúng ta sẽ là m lớn hơn hoặc bằng 1, m khác 2. Đây là điều kiện thứ hai này, đây là điều kiện thứ nhất. M khác 2, m lớn hơn hoặc bằng 1, được chưa? Tiếp theo, khi mà đó chúng ta có thể tính được cái biểu thức này. Căn bậc 2 của x1 cộng căn bậc 2 của x2 bằng 3. Ta có căn bậc 2 của x1 cộng căn bậc 2 của x2 bằng 3. Suy ra được là x1 cộng x2 cộng căn bậc 2 của x1 x2 cộng 2 lần căn bậc 2 của x1 x2 bằng 9. Cái này chúng ta mũ 2 lên, bình phương cả hai vế lên, đúng không? Tương đương với lại x1 x2 chúng ta tính bằng m cộng với 2 căn bậc 2 của m trừ đi 1 bằng 9. M cộng với 2 căn bậc 2 của m trừ đi 1 bằng 9. Đúng không? Chúng ta sẽ chuyển vế, đúng không? Tương đương với 2 căn bậc 2 của m trừ đi 1 bằng 9 trừ đi m. Thì cái này tương đương với 9 trừ đi m phải lớn hơn hoặc bằng 0 và bình phương nó lên. Bình phương nó lên, đúng không? 4 nhân với m trừ 1 sẽ bằng m mũ 2 trừ đi 18m cộng với lại 9 mũ 2 91. Và cái này là dấu và nhé, tương đương với lại m nhỏ hơn hoặc bằng 9. Cái này chúng ta tính ra được là m bằng 5, m bằng hoặc là m bằng 17. Vậy suy ra được tương đương với m bằng 5. M bằng 5 ở đây thì chúng ta thấy lớn hơn hoặc bằng 1 rồi, đúng không? Và khác 2. Vậy m bằng 5 sẽ thỏa mãn điều kiện. Vậy kết luận m bằng 5. Vậy chúng ta sẽ kết luận m bằng 5 là nghiệm của phương trình này. À, m bằng 5 thì thỏa mãn điều kiện là D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn cái này. Ok. Ok. Tiếp theo đến câu 4. Câu 4 cho đường tròn tâm O và dây BC cố định. Câu 4 này thì sẽ có câu... Câu 3 nó sẽ hơi khó một xíu và câu 4 thì sẽ là một câu khó nhé. Câu D của bài hình nó sẽ là một câu khó. Bởi vì nó đang chứng minh cho A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác này là một điểm cố định. Khi mà chúng ta muốn chứng minh một điểm cố định thì nó sẽ là câu khó trong đề rồi, đúng không? Tiếp theo, cho đường tròn tâm O và đáy dây BC cố định. Đường tròn tâm O.
Rồi. Ok. Này đủ cho ta. Ok, câu tiếp theo nhá. Cho đường tròn tâm O và dây BC cố định không đi qua O. Chứng minh. Vẽ sang bên này xong rồi trình bày. Ok, vẽ bên này. À, trời ơi. Đây. Cho đường tròn tâm O, dây BC cố định không đi qua O. Đây là điểm O, dây BC cố định. O sẽ lấy xích sang này. Dây BC cố định không đi qua O. Trên cung lớn BC lấy điểm A. Cung lớn BC lấy điểm A. Sao cho AB nhỏ hơn AC. Đây. AB nhỏ hơn AC. Kẻ đường kính AK. Đường kính AK thì chúng ta nối AO cắt đường tròn tại điểm thứ hai là K. Cắt đường tròn tại điểm thứ hai là K. E là hình chiếu của C trên AK. E là hình chiếu của C trên AK. Ok. E là hình chiếu. E là hình chiếu. Tiếp theo, M là trung điểm của BC. M. Câu A, chứng minh rằng CEOM cùng thuộc một đường tròn. CEOM cùng thuộc một đường tròn. Ok, chúng ta vẽ luôn lại. Ok, nhìn vào hình C, chúng ta có CEOM cùng thuộc một đường tròn đúng không? Mà ở đây ta đang có góc OEC là vuông góc rồi này. Thế thì góc này có vuông không? OMC cũng vuông đúng không? Bởi vì sao? OB và OC là bán kính. OB, OC là bán kính là bằng nhau. Được chưa? Thế thì OM ở đây là trung điểm. Thì nó sẽ vừa là đường cao và vừa là đường trung tuyến. Câu 1, chứng minh cho CEOM cùng thuộc một đường tròn thì chúng ta sẽ chứng minh cho CMO là góc vuông đúng không? Ta có tam giác OBC cân tại O. Tam giác OBC cân tại O thì OB bằng OC bằng R. OB bằng OC bằng R và M, OM là trung tuyến. Thì dẫn đến OM đồng thời là đường cao. OM đồng thời là đường cao thì suy ra được OM sẽ vuông góc với lại BC. Khi mà OM vuông góc với BC, OM vuông góc với BC thì ta có góc OMC bằng góc OEC bằng 90 độ. Suy ra
M và E thuộc đường tròn đường kính là OC. Hay là 4 điểm C, E, OM cùng thuộc một đường tròn. Ok, câu A thì chúng ta chứng minh đơn giản đúng không? Câu A chứng minh, chúng ta sẽ chứng minh được góc CEO bằng góc CMO và bằng 90 độ. Vậy suy ra được là 4 điểm CMO cùng thuộc một đường tròn đường kính là OC. Tiếp theo đến câu thứ hai. AD chứng minh cho AD vuông góc với BC tại D. Đây là chúng ta vẽ thêm một đường mới. AD vuông góc với BC tại D. A gì? AD thêm một góc vuông. Thêm một góc vuông này, ok. Chứng minh rằng AD nhân AK, AD nhân với AK sẽ bằng AB nhân AC. AD nhân với AK bằng AB nhân với lại AC. Ok, thế chúng ta sẽ làm như sau. Điểm E chúng ta viết tránh ra một xíu. Điểm E lấy ở bên này đi. Rồi, thế thì chúng ta sẽ nhìn thêm nhé. Đây là góc D. D này nối B với lại K lại. Bởi vì sao? Chúng ta đang có dữ liệu là AK đang là đường kính đúng không? AK đang là đường kính. Thế thì AK đang là đường kính. Thế thì có phải là góc ABK phải vuông không? Góc ABK phải vuông. Khi mà chúng ta nhìn đến cái hệ thức này nhá, thì chúng ta sẽ có này, AD trên AD. Khi mà chúng ta có AD trên AC đi, chẳng hạn AD trên AC bằng AB trên AK. Chúng ta sẽ suy ra được cái hệ thức là AD trên tỷ lệ AD trên AC, AD AC này, AB AK. Thế thì từ cái tỷ lệ này chúng ta có thể nghĩ ra được hai tam giác đồng dạng đúng không? Tam giác nào? ADC. Tam giác ADC có đồng dạng với lại tam giác ABK không nhỉ? Đấy. Khi mà từ cái hệ thức này chúng ta đưa về hai tam giác đồng dạng ADC và tam giác ABK đúng không? Và chúng ta phải chứng minh hai tam giác đấy đồng dạng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chứng minh đầu tiên nhá. Có hai góc vuông này, ADC, ABK vuông góc rồi đúng không? Hai góc đấy vuông rồi. Tiếp theo chúng ta nhìn nhá. Có góc. Đây, có góc này. AKB và góc ACB bằng nhau đúng không? Nó cùng chắn cung AB trong hình tròn tâm O, được chưa? Thế thì hai góc ACD và góc AKB cũng bằng nhau và đều bằng số đo của cung AB, được chưa? Thế thì hai tam giác này nó sẽ đồng dạng theo trường hợp là góc góc. Khi hai tam giác đấy đồng dạng thì chúng ta có thể suy ra được cái hệ thức này luôn đúng không? Ok, thế bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác. Trước khi muốn xét tam giác thì chúng ta phải chứng minh cho góc ABK vuông đúng không? Ta có góc ABK đang bằng 90 độ do AK là đường kính. Do AK đang là đường kính. Tiếp theo, xét tam giác ADC và tam giác ABK. Tam giác ADC và tam giác ABK sẽ có góc ADC bằng góc ABK và bằng 90 độ. Hai góc này bằng 90 độ. Tiếp theo góc ACD bằng góc AKB và bằng số đo của cung nào? Số đo của cung AB đúng không? Số đo của cung AB. Từ hai cái này suy ra được tam giác ADC đồng dạng với tam giác ABK theo trường hợp góc góc. Khi đó chúng ta suy ra được tỷ lệ AD trên
AC bằng AB trên AK. Vậy suy ra đề bài đúng không? AD nhân với AC chính bằng AB trên AK. AD nhân với lại AK. AD nhân với AK bằng AB nhân AC. Điều phải chứng minh. Ok chưa? Phần này sẽ là phần nháp nhá. Đây, phần nháp của chúng ta. Khi mà từ cái tỷ lệ này thì chúng ta có thể suy ra được hai tam giác bằng nhau đúng không? Mà khi mà nhìn được ra hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ chứng minh dựa vào hai tam giác bằng nhau, dựa vào hai góc. Hai góc. Góc C bằng góc K, góc D bằng góc B. Vậy thì hai tam giác này nó sẽ đồng dạng theo trường hợp góc góc. Đồng dạng theo trường hợp góc góc rồi thì chúng ta quay ngược lại đề bài và chúng ta tìm ra được tỷ lệ, được chưa? Ok, tiếp theo đến câu tiếp theo nhá, là câu C, chứng minh cho DE song song với BK. Chứng minh cho DE song song với lại BK. Đây. Chúng ta phải vẽ một. Đây, khi mà xong câu này rồi này. Nối này lại. D này thì viết sang lên trên này đi. Có cần thiết không ta? Ok. D viết lên trên này cũng được. Cho nó đỡ. Ok. Nối lại nhá. M này. Viết gọn lại. Chúng ta sẽ nối D với E lại. Nối D với E. Nối D với E lại. Ok, thế thì khi mà cô B xong rồi thì cô sẽ xóa đi hai cái ký hiệu này để cho chúng ta nhìn cô C dễ hơn nhá. Xóa hai cái này đi. Hai cái góc này đi. Hai góc này ở cô A xong rồi. À, cô B xong rồi, không cần quan tâm nữa. Xóa hai cái này đi. Ok. Tiếp theo nhá. Đến cô C này. Cô C cô đang có cái gì đây? Chứng minh cho DE song song BK. Viết ra DE đang song song với BK và tam giác MDE cân. Câu này thì nó hay ra trong những cái câu mà đề thi học sinh giỏi hoặc là đề thi chuyên. Nó sẽ hơi khó hơn một xíu thôi, nhưng mà không sao. Câu này đầu tiên là chúng ta phải chứng minh cho DE song song với BK đúng không? Thế chúng ta sẽ dùng cái gì nhỉ? Khi mà chúng ta dùng cái này thì chúng ta sẽ dùng liên quan đến hai góc đồng vị bằng nhau hoặc là hai góc so le trong bằng nhau đúng không? Khi mà nghĩa song song hoặc là tỷ lệ thức thì đối với bài này thì chúng ta sẽ sử dụng hai góc đồng vị bằng nhau là hai góc nào? Ok, thế thì chúng ta lưu ý nhá. Ở đây cô có này, viết bằng phấn xanh nhá. Phấn này, cô đang có nhá. Có phải là tứ giác ADEC này. Tứ giác ADEC nội tiếp đúng không? Tứ giác ADEC sẽ nội tiếp tại vì có góc ADC đang bằng góc AEC, được chưa? Khi tứ giác đấy nội tiếp thì có phải góc D bé này này. Góc D bé đang bằng góc A này đúng không? Góc D bé đang bằng góc A. Góc A lại bằng số đo của cung CK. Mà góc A đấy lại chính bằng góc này. Đúng không? Góc A, đây ta sẽ có nhá. Góc CED này. Góc CED chính đang bằng góc nào? CDE chứ. Góc CDE. CDE bằng góc CAK. Nhìn vào hình. Và bằng góc CAK lại chính bằng góc CBK, được chưa? Thế thì khi mà có hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau thì suy ra được DE đã song song với BK rồi đúng không? DE song song với BK, giải quyết xong cái thứ nhất nhá. DE song song BK và tam giác MDE cân, tam giác này MDE cân, chúng ta nối hình lại. MDE sẽ cân thì chúng ta sẽ phải chứng minh cho, một là chứng minh cho hai góc bằng nhau đúng không? Chứng minh cho góc D sẽ bằng góc E này này. Hoặc là chúng ta sẽ chứng minh cho MD bằng ME, đại loại như thế. Một nhá là chứng minh cho MD bằng ME này, hai là chứng minh cho góc D này bằng góc E này, và sẽ còn một cách nữa. Còn một cách nữa chúng ta có thể chứng minh là cái góc ngoài của tam giác là góc CME. Khi mà tam giác MDE mà cân nhá, nếu
Đây, xóa phần này đi. Phân tích nhá, nếu như mà góc tam giác MDE cân này thì đầu tiên có thể là góc D bằng góc E, thứ hai có thể chứng minh là MD bằng ME đúng không? Và trong cái bài này thì nó còn một cách chứng minh nữa, đấy là nhìn vào góc CME. Góc CME đang là góc ngoài của tam giác MDE đúng không? Nếu mà khi mà góc CME nó mà bằng hai lần của góc một trong hai góc trong, một trong hai góc trong sẽ bằng hai lần của góc MDE đi. Thế thì khi đấy trong tam giác cân thì có phải là góc ngoài bằng hai lần của góc trong đúng không? Góc ngoài bằng tổng góc CME chính là bằng tổng của góc D cộng góc E đúng không? Mà bây giờ mà chứng minh được góc CME bằng hai lần của góc MDE thì tam giác này nó đã cân đúng không? Thế thì khi mà chúng ta chứng minh cái tam giác khi chúng ta chứng minh cho góc CME bằng hai lần của góc MDE thì chúng ta thấy góc CME đang bằng góc nào nhỉ? Góc CME là cái góc này này. CME lại chính bằng góc COE đúng không? Do từ đầu là tứ giác COME đang nội tiếp một đường tròn, bốn điểm này đang nằm trên một đường tròn. Thế thì ta có này, góc CME bằng góc COE nhá. Góc CME đang bằng góc COE này. COE, góc COE lại bằng cái gì? Hai lần của góc COK đúng không? Bằng hai lần của góc COK. Được chưa? Góc COE bằng hai lần của góc CAK. COE bằng hai lần của góc CAK, bởi vì sao? Góc COK là góc ở tâm sẽ bằng hai lần góc nội tiếp, được chưa? Mà góc CAK lại chính bằng CAK thì đang chính bằng góc CDE đúng không? CDE. Vậy thì góc CME đang bằng hai lần của góc CAK và bằng hai lần góc CDE, mà góc CDE chính bằng góc MDE chưa? Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh cho góc ngoài bằng hai lần của góc trong đúng không? Góc ngoài của tam giác bằng hai lần của góc trong, vậy thì tam giác đấy sẽ cân tại M. Ok. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh nhá. Câu 3, chứng minh cho DE song song với BK trước. Thì đầu tiên chúng ta phải chứng minh đến ADEC. Ok, chúng ta phải chứng minh cho tứ giác ADEC nội tiếp đúng không? Ta có góc ADE. Góc ADE đang bằng góc nào? ADE bằng góc AEC. Nhìn vào hình, góc ADE bằng góc AEC bằng 90 độ, dẫn đến tứ giác nào nội tiếp? Tứ giác ADEC nội tiếp. Tứ giác ADEC nội tiếp thì suy ra được góc nào? CAE. Ký hiệu luôn nhỉ? Góc này là góc A1 đi. Góc này là góc B1. Sao ký hiệu nhìn nó hơi khó, không ký hiệu nữa. Suy ra được góc CAE sẽ bằng góc nào? CAE bằng góc CDE. Mà lại có cái gì nhỉ? Góc CAE lại bằng góc nào? Cái này bằng CAE đang chính bằng góc CBE. CAE bằng góc CBE, vậy suy ra được góc C, cái này do chẳng cần do gì nữa, suy ra góc CDE sẽ bằng góc CBE. CAE bằng CBK. CBK thì góc CDE mới bằng góc CBK được. Ok. Viết ở đây viết chuẩn một tí. Đầu tiên góc CAE này bằng góc CBK.
Vậy thì góc CDE bằng góc CBK. Khi mà góc CDE bằng CBK thì suy ra được DE sẽ song song với BK do hai góc so le trong hai góc đồng vị. Do hai góc đồng vị đúng không? Ok. Thứ nhất là do được hai góc đồng vị. Thứ hai, để chứng minh cho, đây là ý đầu tiên nhé. Ý thứ hai này, chứng minh cho tam giác MDE cân. Chứng minh tam giác MDE cân thì chúng ta sẽ có, ta có đầu tiên là tứ giác CDME nội tiếp. Cái này là ở câu 3. Suy ra được góc CME. Góc CME bằng góc COE. Mà góc COE lại bằng hai lần của góc CAE. COE bằng hai lần của góc CAE và bằng hai lần của góc CDE. Dẫn đến tam giác MDE có góc ngoài, góc ngoài là góc CME bằng hai lần góc CDE nên cân tại M. Tam giác này sẽ cân tại M. Ok, câu C của chúng ta sẽ giải quyết như thế. Tam giác CDE có góc ngoài là góc CME. Tam giác MDE có góc ngoài là tam giác CME bằng hai lần góc CDE. Thì tam giác đấy nó sẽ cân tại M. Ok, còn câu cuối cùng, câu F, câu 4. F là hình chiếu của B trên AK, chứng minh A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác DEF là một điểm cố định. Ok, chứng minh cho tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF, tam giác DEF. Bây giờ phải kẻ một cái F nữa. F là gì đây? F là hình chiếu của B trên AK. Ok, vẽ lên. Đây. F là hình chiếu của B trên AK. Chứng minh cho khi A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF là tam giác này. DEF luôn nằm trên một điểm cố định. Thế thì bây giờ con hãy xóa bớt cái này đi nhé. Xóa bớt cái đỏ này đi. Nhìn cho nó đỡ bị rối mắt. Xóa luôn cả cái bằng nhau. Ok. Thế khi mà bây giờ chúng ta muốn chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp nằm trên một điểm cố định đúng không? Hoặc là đi qua một điểm cố định. Nói chung là một điểm cố định. Một điểm cố định thì chúng ta phải nhìn xem trong cái hình này những điểm nào là điểm cố định. Điểm cố định trong cái hình tròn này thì nó sẽ có O là cố định đúng không? Đường tròn tâm O cố định này. Dây BC cố định. Đấy, nó chỉ có O cố định và BC cố định. Nếu mà đã còn A nó đang di chuyển, nó sẽ chạy từ đây sang bên đây, đến đây là đúng không? Để cho làm sao? AB chỉ cần nhỏ hơn AC là được. Thế thì A đang di chuyển này, O cố định, B cố định, C cố định. Nếu như mà như thế thì M có là một điểm cố định không? M đang là trung điểm của BC, vậy thì M phải là một điểm cố định, đúng không? M là một điểm cố định, O cố định, O cố định nhá, B cố định này, C cố định, M cố định này. Thế thì bây giờ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF, tâm đường tròn ngoại tiếp là gì? Tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác đúng không? Mà ở đây ta lại có này, có phải là từ cos C nhá. Cos C là tam giác MDE cân đúng không? Cos C tam giác MDE cân tại M. Đây. Xóa cái này đi. Cos C đang có sẵn này. Tam giác MDE đang cân tại M thì có phải là MD phải bằng ME không? MD đang bằng ME nhá. Thì M đang cách đều D và E rồi đúng không? Nếu như mà chứng minh được cho
MD bằng ME và nó bằng MF luôn. Nếu chứng minh được MD bằng ME bằng MF thì có phải là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác DEF chính là điểm M không? Nó cách đều ba đỉnh DE và F mà, đúng không? Nó chính là điểm M ở đây. Thế thì bây giờ điểm M cố định, thế nó nằm trên một điểm cố định chưa? Là một điểm cố định chưa? Và cái điểm này chúng ta sẽ xác định là điểm M, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ phải chứng minh như thế nào? Chúng ta sẽ nối MF lại với nhau trước, đúng không? Nối lại trước. Nối MF nhá. Chúng ta nối MF lại với nhau này. Khi mà chúng ta nối được MF lại với nhau nhá, thì chúng ta sẽ phải chứng minh cho, một là chứng minh cho tam giác MFD cân tại M, hai là chứng minh cho tam giác MEF cân tại M, đúng không? Ok, thế thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Cô có này, nếu mà muốn chứng minh cho các MEF cân tại M nó sẽ dễ hơn. Tại vì sao? Ở đây cô có này, góc E này này đang bằng góc C, đúng không? Có sẵn một góc E bằng góc C rồi. Mà nếu mà chúng ta chuyển qua MDF này thì chúng ta chưa có một cái góc nào để chúng ta dựa vào để tính cả. Mà bây giờ nhá, E bằng góc C, góc C này có bằng góc B này không? Đúng không? Góc C bằng góc B tại vì tam giác OBC cân tại O. Thế bây giờ phải chứng minh cho góc B bằng góc F nữa thì có dễ không? Đây, nhìn vào này, góc B bằng góc F chưa? Tại vì sao? Tứ giác OFBM có hai góc vuông này, có hai góc vuông thì tứ giác này làm sao? Nội tiếp đường tròn, đúng không? Tứ giác OFBM nội tiếp đường tròn, thế thì góc OFM chính bằng góc OBM, được chưa? Góc OFM bằng góc OBM, thế thì khi đấy ta sẽ có được góc F bằng góc E. Nếu mà góc F bằng góc E thì có phải là MF sẽ bằng ME, đúng không? Thì khi đấy MF bằng ME bằng MD thì M sẽ là tâm đường tròn, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác DEF. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nhá. Cô D này, ta có, đầu tiên chúng ta sẽ phải chứng minh cho tứ giác OFBM nội tiếp. Bởi vì sao? Góc OFM đang bằng góc nào? Góc OFM bằng góc OMB. À, OFB chứ. Sorry. Góc OFB bằng góc OMB và bằng 90 độ. Vậy suy ra được tứ giác OFBM nội tiếp. Tứ giác này nội tiếp thì suy ra góc nào? Góc O F M bằng góc OBM, mà góc OBM lại bằng góc OCM. Tam giác OBC cân tại, OBC đang cân tại O. Vậy suy ra được góc OFM, góc OFM chính bằng góc OCM, mà góc OCM lại bằng góc OM. OCM chính bằng góc OM bởi vì tứ giác COME nội tiếp. Tứ giác COME nội tiếp, thế góc OFM bằng góc OM. Vậy suy ra được tam giác OFM cân tại, OFM sẽ cân tại M. Tam giác OFM OFM bằng OEM thì tam giác MFE chứ. Tam giác MFE nó sẽ cân tại M. Tam giác MFE cân tại M thì suy ra được ME bằng MF, mà tam giác MDE cân tại M suy ra MD bằng ME. Từ hai cái này chúng ta sẽ suy ra được là MD bằng ME bằng MF, dẫn đến M là tâm đường tròn. Ngoại tiếp
của tam giác DEF. M là tâm hình tròn ngoại tiếp của tam giác DEF mà BC cố định dẫn đến M cố định. Khi mà M cố định thì dẫn đến là điều phải chứng minh ở đề bài đúng không? Bởi điều phải chứng minh là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác DEF luôn đi qua điểm M cố định. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn đi qua điểm M cố định. Rồi, ok. Xong câu này nhá. Xong câu ABC. Đây, thì cái câu 4 nó sẽ hơi khó hơn một xíu. Tiếp theo đến câu 5. Câu 5 là câu cuối cùng. Câu 5 là câu cuối cùng với ABC là các số dương. Thỏa mãn cái này thì tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức P. Ok. Ở câu 5 này thì chúng ta sẽ phải biến đổi cái P một xíu dựa vào đề bài nhé. Câu 5. Chúng ta sẽ biến đổi P một xíu dựa vào đề bài. Đây. Đầu tiên ta có này, ABC lớn hơn 0 và AB cộng với AB cộng BC đang bằng 2AC. Thì khi đấy chúng ta suy ra được B sẽ bằng 2AC chia cho A cộng C. Thì khi đấy chúng ta sẽ biến đổi P theo theo biến đổi P theo chỉ còn lại A và C đúng không? Chúng ta tính thành A cộng với 2AC trên A cộng C chia cho 2A trừ đi 2AC trên A cộng C cộng với C cộng B thì C cộng với 2AC trên A cộng C chia cho 2C trừ đi 2AC trên A cộng C và bằng rút gọn cả từ cả mẫu với AC, AC đi đúng không? Sẽ còn lại là A nhân với lại A cộng C cộng 2AC chia cho 2A nhân A cộng C trừ đi 2AC cộng với C nhân A cộng C cộng với 2AC chia cho 2C nhân với A cộng C trừ đi 2AC và bằng cái này rút gọn cả từ cả mẫu của cái này với A, cái này sẽ rút gọn cả từ cả mẫu của cái này với C, thì chúng ta sẽ còn lại là A cộng C cộng 2C thì là A cộng với 3C. A cộng với 3C chia cho 2A, 2A cộng 2C trừ đi 2A sẽ còn 2C cộng với C, A cộng C cộng 2A là 3A cộng với C chia cho 2 lần A cộng 2 lần C trừ 2A sẽ còn trừ đi 2, xem nào, cái này sẽ là rút gọn A với A đúng không? Cái này sẽ còn 2A, cái này sẽ còn 2C. Ok. 2A cộng 2C trừ 2, 2A sẽ còn 2C. Và đến đây chúng ta rút ra sẽ còn lại là 1 phần 2 cộng với 3 phần 2 C trên A cộng với 3 phần 2 nhân C trên A cộng với 3 phần 2 A trên C cộng 1 phần 2 và bằng 1 phần 4 cộng với 3 phần 2 nhân với C trên A cộng với A trên T. Đến đây chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy đúng không? Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương A, C. Ta có A trên C và C trên A. Ta sẽ có C trên A cộng A trên C lớn bằng 2 căn bậc 2 của 1 và bằng 2. Lúc đấy P nó sẽ lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 1 phần 4 cộng với 3 phần 2 nhân với 2 và đáp án ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng 1. Bằng 1. Cái này sẽ bằng 1 cộng với lại 3 và bằng 4. Dấu bằng sẽ xảy ra khi và chỉ khi A bằng B bằng C.
Vậy min P bằng 4 khi và chỉ khi A bằng B bằng C. Rồi, ok. Bài này thì chúng ta lưu ý giúp cô là chúng ta biến đổi đoạn trên từ từ thôi nhá, để cho khi mà chúng ta rút gọn đi thì nó sẽ ra được số đúng. Ok nha.